Mở cửa ra. Thiết đảng, ngoan ngoãn đi theo tao. Nhị điêu đảng, dựa vào đâu bắt tôi đi cùng anh? Dựa vào đâu? Mày trước khi đánh tao hai bữa, hôm nay tao muốn đánh lại. Có giỏi thì tới đây. Các người ngơ ra đó làm gì? Bắt lấy nó. Không được chạy. Thả tôi ra. Đưa đi. Đi. Dẫn mấy người họ đi luôn. Đi đi. Đi. Mau. Bà chủ Lưu, đã lâu không gặp. Anh Hải Thủy vất vả rồi. Mời. Cảm ơn. Đứng lại. Làm gì đó? Tôi đi theo cô ấy. Không cần nhiều lời. Giấy thông hành. Là cái gì? Giấy thông hành. Ở đây đều phải có, biết chưa? Vậy cô ấy có không? Cậu đi so bì với cô ấy. Cô ấy làm gì có biết không? Anh biết tôi là ai không? Cậu là ai? Nghe rõ cho tôi. Người giang hồ gọi là Lan. Lan. Nói cậu không lưu loát mà dám tới đây. Lan Lý Hắc Điều, đế tông trên biển. Anh miệng lệch. Tên cũng không ngắn nhỉ. Nói cho cậu đến đây, không cần biết miệng sợi Lan Lý, sủi cảo trong nước. Không có giấy không được vào. Cút đi. Nói cho anh biết, tôi đây nói chuyện mất sức, nhưng đánh người thì không mất sức đâu. Không cho vào đúng không? Dám động thêm bước nữa tôi bắn chết cậu. Không cho vào thì không cho vào. Không vào nữa. Đi. Mau lên. Mau. Nhìn gì mà nhìn. Đi mau lên đi. Lưu đoàn trưởng, sao lại ở đây? Hắn đã theo cha tao rồi. Mày cũng hàng tao đi. Thế nào? Nhổ vào, phản đồ. Nhị điêu đảng, cha bảo con đi bắt thiết đảng. Con dẫn một đám trẻ con tới làm gì? Cha, con sẽ cho chúng quét dọn nhà xí cho chúng ta. Quét dọn nhà xí. Nghĩ chu đáo lắm. Lát nữa dọn cùng chúng nó. Cha, con cũng phải dọn nhà xí sao? Quên rồi à? Sáng nay cha dạy con cái gì sao? Khổng Tử nói sao? Khổng Tử nói, tự mình đúng đắn ngay thẳng, không ra lệnh người khác vẫn làm. Tự mình không đúng đắn ngay thẳng thì dù ra lệnh người khác cũng không theo. Không tồi, nhìn thấy chưa? Con trai tôi còn hiểu lễ nghĩa. Cậu nhìn lại chính mình đi. Thiết đảng, cháu còn nhận ra chú. Nhận ra? Chú chẳng phải là người ngày ngày mắng chú thì Long Dương là tên khốn sao? Thật đúng là ngày ngày nhớ tôi nhỉ. Trì khu trưởng, lời trẻ nhỏ làm sao tin là thật được? Không được nói linh tinh. Thiết đảng, chú hỏi cháu, mẹ cháu đi đâu rồi? Chú đi hỏi mẹ. Vậy cháu biết thân phận của mẹ cháu không? Mẹ tôi là mẹ tôi. Chú nói thân phận. Thân phận là mẹ tôi. Cái thằng nhóc thối này. Chuyện này còn chưa làm rõ. Tôi không muốn đắc tội Tam Mang. Thiết đảng, tao hỏi mày phải trả lời thành thật. Nếu mày không thành thật, hôm nay không ai bảo vệ được mày đâu. Tôi nói thật rồi. Chú có tha cho anh Hải Sinh không? Chỉ cần mày nói thật, tao lập tức thả Hải Sinh. Cái gì? Trì khu trưởng, điều tra Hải Quỳ còn giá trị hơn một Hải Sinh. Hỏi đi. Tao hỏi mày, mày biết Hải Quỳ không? Biết chứ. Đại ca. Về rồi. Tao mang đâu? Đằng sau. Ở đây. Đây chẳng phải là Lưu đoàn trưởng sao? Sao vậy? Chưa chạy cùng đảng Cộng sản à? Bây giờ người phải chạy sợ là cô đấy. Người đâu? Bắt cô ta lại cho tôi. Dân.
có ý gì? Lưu Chí Sơn nghi ngờ cô là giặc cộng, muốn cô phối hợp điều tra. Tam Mang, đành phải để cô chịu khổ. Chứng cớ đâu? Thiết Đảng, vừa rồi mày nói mày biết ai là Hải Quỳ đúng không? Tôi biết. Được, vậy tao hỏi mày, ai là Hải Quỳ? Có phải mẹ mày không? Sao lại là mẹ tôi? Là Lý Tổ Trung. Mày nghe ai nói là Lý Tổ Trung? Người trong thôn đều nói như vậy. Đều nói vậy? Không thể nào. Đúng, bọn họ nói Tiểu Bạch Hài ở nhà với Lưu Manh. Lý Tổ Trung thành rùa, rùa thì chẳng phải là Hải Quỳ sao? Cái thằng nhóc này, tao đánh chết mày. Anh dám? Động con trai tôi thử xem. Bà chủ Lưu, có chuyện gì vậy? Anh hỏi bọn họ đi. Có chuyện gì? Xin hỏi anh là Cục Cảnh sát huyện Hải Khúc? Anh ấy là Phó Cục Trưởng Trương của Cục Cảnh sát chúng tôi. Phó Cục Trưởng Trương, thất kính, thất kính. Ai là Trì Long Chương? Chính tôi là Trì Long Chương. Tìm anh đó. Phó Cục Trưởng tìm tôi có chuyện gì? Mau thả bà chủ Lưu ra. Các người quen nhau? Nói thừa. Chúng tôi tới vì chuyện của bà chủ Lưu. Thiết Đảng, lại đây. Không phải sợ. Lát nữa mẹ bắt hắn xin lỗi con. Đi. Trì Long Chương, có phải thấy nơi này nói chuyện không tiện, muốn đến ủy ban huyện không? Thất lễ, thất lễ. Mời vào nhà. Có chuyện gì vậy? Tôi... coi chừng, đừng để hắn chạy mất. Vâng.